Thế 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 luôn em, lại là mình đây anh em. Ôi, hôm nay mình lại tiếp tục làm clip phôi mai nha anh em nha. Kênh của mình ngày nào cũng vậy anh em à, ngày nào cũng hello và ngày nào cũng bán mai đó à. Ế anh tí anh Toàn hello em cái anh, Vô lại anh em. lâu lắm mới gặp lại anh em á. Đồ anh Toàn chơi lễ Bữa giờ cho lễ nhậu gắt quá, nhậu mà lại giảm ký anh em à, mới căng ký lại còn 76 kg, mừng hết cỡ luôn à. Thôi nè, hôm nay lên nhận phôi mini giá sinh viên cho anh em siêu tham tầm, khảo nha anh em nha. tham khảo siêu tầm ủng Rồi hộ anh em. anh em xem kênh của mình nhớ like đăng ký ủng hộ kênh. Kênh của mình là kênh Đặng Xem Cảnh nha anh em nha, có nhiều anh em hay bị nhầm kênh lắm. Anh Kim, đúng rồi anh Kim. Rồi vào việc thôi anh em, cái đầu tiên của clip nè. À mà anh em xem kênh á, em đăng cây lên nó có cái mã số cây với lại số tiền ở bên dưới luôn, anh em xem giúp em. Rồi xong anh em mua cây của mình nhớ cọc giúp em nha anh em nha, để em Đúng. có tiền chi phí vận chuyển anh em ạ. Rồi thôi không để anh em mất thời gian nữa, vào việc. Cây đầu tiên của clip, cây này là cây 2 thăng, bộ rễ khá nhiều anh em ạ. À, rễ nè, thấy không, rễ khá nhiều, đế cũng tạm được. Cây 2 thăng lượng qua một một hướng luôn. Rồi hồi đầu lại, cây không lũ bọng, cây sạch sẽ luôn, Rồi, mấy vào thông kẹo tự số. nhiên đẹp lắm. Đẹp á. Vào thông số luôn em, vành 35. Cao 48, trồng chậu 45. Chốt rồi anh em à, cây đẹp lắm, Chốt. tranh thủ nhanh. Rồi anh em lại tiếp tục anh em, một phôi hướng bay nha anh em nha. Cây đẹp á, cây bộ đế cực kỳ vững luôn Chị anh em khá à. đẹp anh em à. Đây nè. Cây sạch sẽ, không có một miếng con Kẹo chim bọng rất nào là luôn hợp anh em. lý. Cây đẹp, anh em cứ vào việc, gọi điện trực tiếp, anh em đừng có lên kênh nhắn tin ở trên nó, anh cho nó hạn chế mua bán, anh em thông cảm. Có nhiều lúc em trả lời nó đâu thực hiện được đâu Khóa cơn nha. em luôn á. Anh em cứ vào việc là cứ gọi điện Alo. trực tiếp Anh là Bình nhanh gọi nhất, nó. hoặc là vào Zalo của em. Chứ anh em có nhiều anh em lên kênh cái ụ tao chốt ở trên nó mà sao mà em thấy trả lời, tại vì cho nó hạn chế anh em à, thông cảm nha. Ôi quanh anh đẹp lắm, Cây sạch sẽ gì đẹp. Đấy nè. quanh 200 250 cc, cây ta nó đã cây mình biết nói nhiều. Quanh 35. Mày, Cao 52, có gì chị phóng ra là anh em nè. 40. chốt Trồng chậu chữ nhật 60. rồi làm em Chốt. rồi anh Gì em lại ra. tiếp tục anh em ơi. Này hôm nay mình có lên 3 clip rồi anh em à, 2 clip phôi và 1 clip quay cho anh em tham khảo, dàn mai mình mới ghép nha. Đây một phôi đế nơm nữa anh em à, Được. đây nó có cái chỏ. Đi chuẩn lắm nha anh em. Rồi quay vòng anh, quay chậm chậm vòng anh em tham khảo rồi. Cây sạch sẽ Sạch luôn. sẽ luôn, không có lũ bọng gì luôn anh em à ha. Cây vậy mà không chơi chơi cái nào nữa anh em. Rồi hoành đi Vào anh, thông số luôn anh em. hôm nay sao vườn mình vắng ha, anh em đi đâu hết rồi không. Hoành 34. Cao 68 nha anh em. Trồng chậu nè, 60. Rồi chốt đi, tranh thủ chốt, chốt nhanh chốt lẹ. Rồi anh em Khá đẹp. lại tiếp tục một cây nghệ thuật anh em nha. Đù cái rễ này nó sống hay như quán kẽm luôn chậu. Ông nào đào lên quán kiến không lắp lại nè. Đúng rồi, Hả? đúng rồi, xưa mấy ông diệt cộng á, chưa phải đào rồi chưa mấy diệt cộng để dễ rồi. Ok để được, chỗ này nó mớp 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 độc không anh em à, không. Đây sạch sẽ luôn. Rồi đẹp anh em à, hoành đi thì khá hợp lý. Lại cái rồi chỗ hoành anh, hoành hoành à. Đứng xong rồi đầu Hoành tiên tôi chốt 31. à. Hoành 31 cao 62 nha anh em. Xong chỗ 45. Ngáo ngày luôn. Rồi ok anh em dứt. Rồi anh em lại tiếp tục anh em, một phôi khá đẹp nha, Khá lạ anh em à. ha. Anh em Để camera đứng lên. Nè. đến đây. Siêu tầm ngồi đế chưa đây? chưa, đế khá đẹp nè anh em, coi ở trên này nè, như cái bàn cờ anh em à. Hàng đùng thăng. Cây rất là lạ, cây này mà lạ. vô bo nữa cực kỳ đẹp luôn anh em à, Nùng nùng nùng. cây cực kỳ lạ luôn. Thì cái mẫu này mẫu anh nhớ không? Đúng rồi, hôm nay sau này tìm được cái mẫu mình hay tới. Hoành đây anh, hoành đây, cây một cốt nha. Hoành. Cây này làm cái tán dù chơi. Hoành 33. Cao 52. Trồng chậu 50. Chốt rồi anh em à, Chốt. cho hết cơ hội á. Dứt. Rồi anh em lại Tờ tiếp tục tay. anh em ơi. Đây. Một cây đế phá bao phê nha anh em nha. Đế nè. Đế nơm cực kỳ đẹp luôn anh em à. Khá đẹp anh em ạ. Đế không?
cây đế đẹp chứ tội, sạch sẽ không một rồi. Cái vết tích, cây bồ chi cũng hợp với bồ đế luôn, khá đẹp quan. Nhiều này, nữ thần tự do nha. Vành 37, vành 37 cao 70, trồng chậu chứ nhật anh em nè. 60 thì không thiệt. Dứt chút rồi anh em lại tiếp tục anh em. À, để quay lại cho anh em coi là cái này bên này chứ. Bàn tay năm ngón ăn vắng yêu xa. Đấy nè anh em, là theo bao vip đấy được chỗ này nó con để nhiều lắm, con này con co lên co lên dự đỉnh lên y lô hàng yên ngồi đấy nè vip vành vành à bàn tay năm ngón anh vắng vành 30, vành 30 cao 45, trồng chậu 45 luôn anh em à. Chốt anh em tranh thủ nhanh rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Đế nè anh em à, thấy không, đế đắm quá phê, dễ cám bao ngon bao ngọt, cây không lũ bọng, sạch sạch sẽ, cây bộ chi khá đẹp. Báo cáo anh em là hôm có cơn mưa hơi lớn cho nên là đúng rồi anh em, hơi bầu á, bầu nó hơi ướt một chút mà ok lắm anh em à. Mưa cứng lắm, cơn mưa ngăn và đi xa con nhạt nhòa lộn vành la, 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 yêu mềm. Vành 37 nha anh em, vành 37 cao 54 rồi, sao nữa trồng chậu 50 chất chốt chất 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 rồi anh em. Tiếp tục anh em, lại tiếp tục anh em, một cây dễ khá ok nha anh em nha. Đế nè, đế phình nha nè anh em ha, dễ nè bấm xuống rồi, cây bộ chi rất là đẹp. Cái này khá huyền bí nha anh em, khá đẹp luôn anh em, không có một cái lũ bầm gì luôn em ha, cây khá đẹp luôn. Ờ, vào thông số luôn anh em, vào luôn đi, vào cho anh em dễ hình dung. Vành 36 nha anh em, vành 36 cao 50, trồng chậu nè 50 luôn, chốt 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 dứt chốt. Giờ anh em lại tiếp tục anh em, cây này cây của anh Mưu Trà Nhãn nha, Mưu Trà Nhãn cây này cây của Bàn Đen anh em à. Đấy nè, để được anh em đó, tốt rồi, lượng rồi, đẹp luôn, sạch sẽ không lũ bóng, cây anh nhắn đầu rồi, cây đẹp không anh em à, thì cái xấu nhổ dục hết rồi. Vành vành à, vành 25 nha anh em, vành 25 cao 60, trồng chậu nè 45 đó anh em ha, cây sàn qua sạch á, đầu nó xấu ở cái chi này nè, mình cho nên giờ mình phải tóm vô tháo luôn đó. Mình tháo ra nó dai thiệu, mình tháo luôn chắc xéo rồi à. Nó ra một cái chi đẹp xíu luôn, thành lại nhanh mà rồi sao đó anh em, chốt nha anh em, chốt rồi anh em lại tiếp tục anh em. Đấy, hơi rộng tí, cái này dễ bao dễ cho anh em luôn, một cốt giót ngọn sạch quanh sạch sẽ luôn, hơi nắng anh em, trời mà nắng rồi quanh. Vành 31 nha anh em. Rồi. Vành 31 cao 46, trồng chậu chủ nhật hơi khủng anh em à. 65. Rồi. Dứt. Chốt. Chốt. Rồi anh em, lại tiếp tục anh em. Lại tiếp tục một khôi đế đẹp. Đấy, đế nè anh em à, thấy không? Đế bao ngon bao ngọt. Đây, chi nè. Sạch sẽ anh em, sạch sẽ nha. Quanh. Rồi sao anh biết? Sao rồi? Vành 36 một mình anh luôn không? Cao 44, cao 44 trồng chậu 45 luôn anh em à. Chốt anh em, chốt ơi, chốt. Gì có cây nhỏ. Rồi vậy? Anh em ơi, nào anh em ta cùng nhau lên đồi. Bứng bứng mai. Thế nè, tạm được. Dễ ok. Cây thì có bộ chi răm nhỉ. Vành, vành. Vành 35 nha anh em, vành 35 cao 46, mưa này mà hành cổ vậy hả anh biết, trồng chậu 45, chốt anh em, chốt coi. Rồi anh em lại tiếp tục đen. Anh em một cây đẹp nữa nha anh em nha, đen lên hai cái này ra, đen đen anh em thấy không, cây đặc biệt sụt đế nè, đấy đế nè, chi nè anh em thấy không, cây này cắt cái chi này thấp xuống đây là đẹp nè, nếu mà mình đế vậy thôi anh em muốn cắt sầu cắt sao, tại vì cắt thì khá dễ. Vành anh em nè, vành 39 nha nè, vành 39 cao 44, trồng chậu chủ nhật anh em à, 55 chốt đi anh em, dứt 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 anh em, đẹp gì một cây chi rồng rất là đẹp ha, chi hợp lý luôn, chờ một cái có gì nè anh em nè, tán tán xì xì ra giống như vương cao bay ca bay nè, vương cao để khá vững cho một cái cây chụp nha anh em nha,
cây không thiệu bọng gì luôn. Hoành đây anh ơi. À, bên này quay cây sắc nét cơ mơ. Hoành khá bự anh em à. Hoành 22. Hoành 22 cao 82. Trồng chậu nè. 50. Dứt. Dứt. Tốt. Tiếp tục một cây đế bao phê. Nè đế nè anh em à, thấy không? Thì bao phê bao vip luôn anh em. Cây này có cây da trâu nè. Đúng rồi. Nè, cây sạch sẽ luôn. Cây đế đẹp luôn anh em à. Quanh. Cây đẹp hơn ha. Quanh 33. Cao 40. Trồng chậu nè anh em nè. 45. Dứt. Tốt. Rồi anh em, lại tiếp tục anh em. Một cây chi đẹp nữa anh em à. Dễ ok. Nè, anh em thấy bộ chi không? Không lũ bọng mà nó dốc. Cái da chi xì hợp lý luôn. Quanh. Cây này vành khá khủng anh em. Khá khủng là cỡ nào? Cỡ 20 á. Vành 30 nha anh em. Nhà em có chiếc xì dùa nào. Vành 30 cao 46 trồng chậu nè. 50. Anh Toan hả? Rồi anh em lại tiếp tục nè. Cây đẹp luôn anh em. Đế nè. Cây nù cây ghê mình. Đế bao vip luôn anh em. Dễ bao phê. Cây nù cây á. Cây đẹp không? Đẹp á. Dốc ngọn. Vành nè. Vành 32 anh em. Vành 32 cao 43. Trồng chậu 50. Rồi chốt chốt chốt. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục anh em nè. Đế đẹp. Chi được. Sạch. Đế nè anh em nè. Đen băng cây gì là không có được. Tốn băng keo. Đế nè. Băng gì mà hỏng đâu trên trời trời. Học thì cái chứ. Chi đẹp lắm anh em. Không lũ bọng. Hoành. Đúng. Hoành à. Đế. Băng keo theo, tốn băng keo mà có được. Đo vành eo hết cỡ luôn nha, cây nồng vậy nha. Vành 29. Ừ nó băng hơn chắc hai cuộn băng keo. Cao 46. Trồng chậu lên anh em nè. Hai cuộn băng keo là 50.000 hơn. Trồng chậu 45. Dứt. Nhanh 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 nhanh. Đẹp lắm anh em ơi. Nù. Hai cái chân dễ nè. Cây này nù cây cơ anh em à. Quan trọng cây thế nào thôi. Này, cây này nó có mấy tiểu nè. Được nhiều anh em à. Cây khô gơm mơ. Cây này anh em về ngâm kích rửa gấp nha anh em nha. Thật khô. Quay. Giờ mùa này lá già hết rồi anh em à. Tiểu hơn nhiều. Quay nè. Quay 34. Cao 42 nha anh em. Trồng chậu nè. Trồng chậu 50. Chốt cái này. Dứt cái. Rồi anh em ơi. Lại tiếp tục anh em ơi. Một khôi khá được. Đây. Đế nè. Đế quá vững luôn nha anh em nha. Dễ ok nha. Đấy, bên này có một chân nữa nè. Rồi một cốt đẹp á, quanh. Cho một cái chi phóng lại lướt nha. Hai bôi keo mà. Nãy giờ cái cây hai cây lượng, quanh 28. Nãy giờ cái dàn cây của anh Nhãn này ai bôi keo. Quanh 28 cao 66. Trồng chậu nè. 55. Chốt anh em, dứt. Rồi anh em. Lại tiếp tục một khui nữa. Đế tám được. Có dễ tám nè anh em nè, tám nhiều. Đấy. Chi đồ ok nè. Thấy không? Coi bộ chi nó rất khá độc nha anh em nha. Quanh. Quanh. Cây hôm mưa hơi lớn anh em à, cho nên là bộ hơi nhão một xíu nha. Đường phố quanh 25. Sao thiếu em? Cao 56 nha anh em. Trồng chậu nè. 50. Chốt anh em, dứt đi. Chốt 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 chốt. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Nói nhanh là nhanh. Cái nào mà nói nhanh là nhanh. À, anh em. Đế nè. Bấm 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 xuống. Đế này mà chơi đế nào. Góc này là đẹp nhất nè, rồi nè, bấm nè. Ôi sao cũng có luôn. Quanh, quanh anh. Quanh sao hai chân nữa. Cây sạch sẽ. Chi đẹp. Quanh. Anh kêu chi đẹp anh tin nói gì quay lại. Quanh 31. Cao nè. Cao 70. Trồng chậu 50. Rồi. Chúc anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. 8 giờ tối nay nha anh em. Chốt 8 giờ tối mai hẹn gặp lại. 8 giờ tối mai sẽ lên cái lớp này nè anh em, mới về luôn, chưa tháo bầu luôn anh em. Thấy không? Thấy không? Chưa tháo bầu luôn, hàng độc độc không à. Đó, anh này anh mới về rồi, nóng hổi luôn anh em, tháo bầu rồi. Anh Nguyễn Văn Cháy. Nguyễn Văn Cháy luôn anh em, cái anh Nguyễn Văn Cháy. Hello mấy anh em. Đó anh em thấy không? Mấy anh em thấy đẹp trai không? Dứt anh em. Dứt.